Từ trước đến nay, bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít những quyết định gây tranh cãi đến từ các trọng tài, và Cristiano Ronaldo cũng là một trong những cầu thủ đã phải chịu nhiều bức xúc từ các quyết định ấy. Cùng chúng tôi xem lại 8 lần CR7 nổi giận vì những quyết định của vị vua áo đen quyền lực. Phút bù giờ thứ 3 trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Serbia ở lượt 2 bảng A vòng loại World Cup 2022 khi tỷ số đang là 2-2. Cristiano Ronaldo đưa bóng đi qua vạch vôi cầu môn nhà Serbia rồi mới được trung vệ Stefan Mitrovic phá lên. Nếu VAR hoặc là công nghệ goal line được sử dụng ở vòng loại World Cup, rất có thể Bồ Đào Nha được công nhận bàn thắng. Nhưng mà trọng tài chính người Hà Lan Danny Makkelie vẫn cho rằng bóng chưa đi quá vạch vôi và không công nhận bàn thắng. Các trợ lý của ông cũng không can thiệp. Đội trưởng số 7 đã có thể thành người hùng của đội nhà nếu trọng tài công nhận bàn thắng của anh. Bất bình khi bàn thắng bị cướp trắng trợn, Ronaldo quay sang phản ứng dữ dội với trợ lý trọng tài Mario Riz và lập tức bị trọng tài chính người Hà Lan Danny Makkelie rút thẻ vàng cảnh cáo. Ronaldo sau đó còn có hành động ném băng đội trưởng xuống sân bỏ vào đường hầm khi trận đấu còn vài giây cuối. Huấn luyện viên trưởng Fernando Santos cũng vô cùng bức xúc với tình huống tuyển Bồ Đào Nha bị cướp bàn thắng dẫn đến mất luôn chiến thắng. Nếu như công nghệ VAR và goal line ra đời sớm hơn thì Ronaldo đã có siêu phẩm bàn thắng để đời trong trận đấu này. Từ pha trả bóng của đồng đội, ngôi sao người Bồ tâng bóng một nhịp rồi thực hiện pha volley chổng ngược đẳng cấp đưa bóng đập sàn ngang và đi qua vạch vôi. Thế nhưng trọng tài thì không nghĩ như vậy và bàn thắng của Ronaldo đã không được công nhận. Dĩ nhiên CR7 đã vô cùng tức giận và không hài lòng với quyết định thiếu chính xác này của trọng tài. Trong trận đấu giữa Porto và Juventus hồi tháng 2 năm 2021, khi đồng hồ điểm những giây cuối cùng của phút bù giờ hiệp 2, Ronaldo có pha khống chế đẳng cấp trong vòng cấm, đồng thời làm trôi trung vệ Chenso Mbempe. Cầu thủ phía Porto đã có tác động khiến Ronaldo không thể với tới bóng và CR7 ngay lập tức yêu cầu một quả penalty. Đây là thời khắc vô cùng nhạy cảm, trọng tài cần tới sự trợ giúp của VAR, nhưng mà quyết định vẫn là không có penalty cho Juventus. Ronaldo cực kỳ tức giận và dồn hết lên tổ trọng tài sau khi trận đấu kết thúc. Theo sau Ronaldo, các đồng đội tại Juventus và huấn luyện viên Andrea Pirlo cũng rất bất bình với quyết định này. Theo họ, Ronaldo đã bị tác động đủ để mà kết luận là phạm lỗi. Dẫu vậy, tỷ số chung cuộc vẫn là 2-1 nghiêng về Porto. Ronaldo thường bị các anti-fan chế giễu bởi không ít lần ăn vạ kiếm pen, nhưng ở tình huống này, CR7 hoàn toàn bị oan. Chuẩn bị tung ra cú ngoặt bóng thì ngôi sao người Bồ bị một hậu vệ đối thủ đốn ngã. Thế nhưng trọng tài chính cho rằng ở tình huống này, hậu vệ Raúl Varela đã có pha truy cản hợp lệ, còn Ronaldo thì phải ăn một tấm thẻ vàng. Ở trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha lượt đi năm 2017, Cristiano Ronaldo vào sân ở hiệp 2 và ngay lập tức nổ súng. Sau đó anh cởi áo ăn mừng và dĩ nhiên nhận thẻ vàng. Chưa hết, Ronaldo đã phải nhận thêm một chiếc thẻ vàng nữa chỉ sau đó 2 phút vì ăn vạ trong tình huống tranh chấp với Samuel Umtiti. Cầu thủ người Bồ Đào Nha thể hiện rõ sự bức xúc, không hài lòng vì bị đuổi, anh đã dùng tay đẩy nhẹ trọng tài Ricardo de Burgos. Hành động của Ronaldo đã bị ống kính truyền hình ghi lại và được trọng tài đưa vào bản báo cáo chính thức sau trận đấu. Đó là tình huống Ronaldo va chạm không bóng với trung vệ Jason Murillo và trong một phút bốc đồng, Ronaldo đã có sự không đẹp với Murillo, vung tay túm tóc đối thủ. Chưa hẳn đó đã là hành vi mang tính bạo lực cay cú mà đơn giản là bởi CR7 muốn trận đấu diễn ra nhanh hơn. Có điều trọng tài Pris cùng với các cộng sự lại không thể hiểu được điều đó. Họ chỉ thấy cách thể hiện của Ronaldo là hung hăng, xấu xí trước một đối thủ đang nằm sân và dành tặng ngay một chiếc thẻ đỏ. Choáng váng với quyết định của trọng tài, Ronaldo đổ vật ra sân rồi bật khóc nức nở đầy đau đớn. Không chỉ khán giả trên sân mà bất cứ ai theo dõi qua truyền hình, các bình luận viên, các chuyên gia cũng sốc với tình huống siêu sao người Bồ lãnh chiếc thẻ đỏ đầu tiên ở C1, lại trong ngày tiên phong cùng với Juventus chinh phục cúp châu Âu danh giá. Mới ở phút thứ 2 trận đấu Real Madrid-Levante trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha hồi 2012, ngôi sao Ronaldo đã bị hậu vệ Navarro của Levante thúc cùi chỏ, khiến máu chảy đầy mặt và bị rách một bên mí mắt. Nếu cú va chạm chỉ nhích xuống chân này một chút nữa, CR7 hoàn toàn có thể bị mù. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, Ronaldo vẫn có thể thi đấu tiếp dù mắt phải của cầu thủ này đã sưng húp. Tuy nhiên, trọng tài không rút thẻ cho Navarro trong tình huống này. Trong trận Al Nasser gặp Antoine hôm 17 tháng 2, phút bù giờ hiệp 1, Cristiano Ronaldo mở bóng sang cánh trái để Abdul Rahman Gareb thoát xuống. Đường căng ngang của cầu thủ số 29 tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm Antoine. Xem lại pha quay chậm cho thấy bóng đã chạm tay Nando trong vòng cấm của Antoine. Tuy nhiên, trọng tài vẫn cho trận đấu diễn ra, tổ VAR cũng không vào cuộc. Điều đó đã khiến Ronaldo nổi giận bởi chính mắt của anh đã nhìn thấy trung vệ Nando của Antoine dùng tay giữ bóng cho đồng đội. Trên đường vào đường hầm, chủ nhân của 5 danh hiệu quả bóng vàng đuổi theo các trọng tài và hét lớn "Thức dậy đi" nhiều lần. Ronaldo mỉa mai ông vua áo đen là những kẻ mơ ngủ, điều khiển trận đấu không chính xác. Ngay tại thời điểm trên sân, Ronaldo đã phản ứng dữ dội. Vừa rồi là 8 lần trọng tài có những quyết định khiến Ronaldo nổi điên. Đừng quên đăng ký kênh để xem tiếp những video thể thao hay nhất nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.